Thủ đô Hà Nội của Việt Nam ngày 4 tháng 3 dẫn đầu các thành phố trên thế giới, trở thành khu vực đô thị ô nhiễm nhất theo xếp hạng của công ty giám sát chất lượng không khí Thụy Sĩ IQE. Cơ quan giám sát ô nhiễm không khí này hôm 4 tháng 3 báo cáo chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội là 191. Công việc của em thì không có ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà sức khỏe thì em nghĩ là không chỉ có một mình em đâu mà cũng sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng. Dù ít dù nhiều thì cái mà nó ảnh hưởng nhiều nhất có nghĩa là cái đường hô hấp của mình. Nó sẽ làm cho mình kiểu hay bị ốm hay là ngạt thở. Thành phố Accra ở Ghana và thành phố Tehran của Iran là những nơi ghi điểm kém thứ hai và thứ ba với chỉ số AQI lần lượt là 167 và 166. Điểm từ 0 đến 50 được xem là tốt trong hệ thống xếp hạng của IQE. Sương mù dày đặc bao phủ các đường phố ở Hà Nội, hạn chế tầm nhìn nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng quốc gia Việt Nam nói lượng sương mù này là do thời tiết lạnh và ẩm ướt trong khu vực đã giữ các chất ô nhiễm trong không khí ở gần bề mặt. Ô nhiễm nó do khói bụi của xe, nó cũng là mật độ nó nhiều. Nói chung như chúng tôi thì chạy xe nó quen rồi, ở chạy ngoài đường nó nhiều rồi thì nói chung là cũng chịu được, nó cũng quen rồi cho nên cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, còn sợ là những người già và những người là bệnh nền, bệnh niếc, người ta cảm thấy khó chịu thôi. Chúng tôi chạy thì quen, không có vấn đề gì. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2021, bụi đường và khí thải phát ra từ khoảng 8 triệu xe cộ của Hà Nội, chiếm khoảng 30% ô nhiễm hạt không khí ở Hà Nội. Khí thải từ ngành công nghiệp chiếm thêm 30%. Ngân hàng Thế giới cho biết khoảng 18.000 ca tử vong có liên quan đến ô nhiễm không khí ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Tháng trước, cơ quan y tế Hà Nội khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và hạn chế hoạt động ngoài trời.